chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn tiếp một video khởi động máy tính từ xa và tắt máy tính từ xa bằng điện thoại hay máy tính bảng. Khởi động từ xa, mình dùng ổ cắm thông minh của Xiaomi kết nối Wi-Fi. Tắt máy tính thì mình dùng phần mềm SteamViewer. Đây là ổ cắm thông minh của Xiaomi. Bây giờ mình vào BIOS để chỉnh phím khởi động máy tính từ xa. Nhấn nút Power, sau đó nhấn phím F2 để vào BIOS của laptop Dell. Đây là cái màn hình BIOS của Dell Inspiron 5567. Các bạn vào Power Manager, chọn AC bị 2E, đánh dấu check vào Way on IC. Cái tùy chọn này cho phép khởi động máy tính khi mà cắm cái cục sạc vào máy tính. Chọn Apply, chọn Shell, nhấn OK, chọn Reset. Bây giờ mình sẽ xin hướng dẫn tiếp bằng cài đặt cái ổ cắm thông minh vào App Store trên cái phần mềm Mi Home. Tải cái phần mềm là Mi Home, Xiaomi Smart Home. Chọn mở. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bật tắt ổ cắm. Nhấn nó đang on là cái đèn màu xanh nó sáng, mình sẽ tắt, nhấn vào ổ cắm. Cái đèn nó sẽ tắt đi và nó kêu cái tiếng là cái tắt. Bây giờ mình sẽ nhấn on và cái đèn màu xanh sáng. Bây giờ mình sẽ cắm cái cục sạc laptop vào để mình khởi động máy tính. Tắt cái ổ cắm này đi. Bây giờ sau khi mình cắm cái cục sạc laptop vào cái ổ cắm thì mình thấy cái đèn cục pin trên laptop nó vẫn off và cái đèn trên ổ cắm nó vẫn đang on. Bây giờ mình sẽ on cái ổ cắm này. Thì lúc đó cái máy tính nó sẽ khởi động lên. Sau khi on lên thì các bạn nhìn cái máy tính nó sẽ khởi động. Và cái đèn cục sạc laptop nó sáng và máy tính nó sẽ khởi động. Sau khi khởi động máy tính lên xong thì mình sẽ mở cái phần mềm SteamViewer trên iPad để login vào máy tính. Bấm nút bắt ra, chọn laptop, bấm dấu connect ở phía trên góc bên phải. Rồi
bây giờ cái tiêm vô nó đã kết nối tới máy tính từ xa. Giờ mình sẽ nhập cái password để mở máy tính lên. Sau khi điền password xong thì mình nhấn dấu cái hình mũi tên đi xuống ở phía dưới góc bên phải để tắt cái bàn phím đi. Rồi mình sẽ nhấn vào login. Bây giờ ta đã kết nối máy tính từ xa bằng SteamViewer. Bây giờ ta sẽ dùng SteamViewer này để tắt máy tính từ xa. Rồi ta shut down. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong video khởi động máy tính từ xa và tắt máy tính từ xa. Nếu các bạn thấy video hay, xin hãy like và subscribe kênh của mình.